Xin chào tất cả các anh em trader đã quay trở lại với kênh YouTube của Trader Việt. Mình là Phương Thúy. Những trader có kinh nghiệm thì thường khuyên chúng ta rằng giao dịch theo xu hướng thì sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều so với việc chống lại nó. Nhưng mà một xu hướng thì sẽ chỉ phát triển đến một cái thời điểm nào đó thôi, là nó sẽ đảo chiều. Và việc tìm ra những cái tín hiệu đảo chiều như vậy để đi theo một xu hướng mới sẽ có mức lợi nhuận tiềm năng hơn rất là nhiều. Vậy thì vấn đề là nằm ở chỗ làm sao chúng ta có thể tìm ra được những cái tín hiệu cho thấy một xu hướng có khả năng đảo chiều cao. Thì trong clip ngày hôm nay, Thúy sẽ chia sẻ cho các anh em trader những cái kỹ thuật cơ bản nhất nhưng lại vô cùng hiệu quả trong việc nhận biết đảo chiều của thị trường. Bây giờ thì mời các bạn vào nội dung chính của clip ngày hôm nay nhé. Video này được tài trợ bởi nhà môi giới Just Markets. Just Markets hiện kỷ niệm 12 năm ngày thành lập với rất nhiều ưu đãi. Link đăng ký phía dưới phần miêu tả. Cách thức đầu tiên đó là dựa vào cấu trúc thị trường. Có lẽ cấu trúc thị trường sẽ cho chúng ta thấy rõ nhất xu hướng. Xu hướng tăng thì được xác định khi mà thị trường di chuyển theo cấu trúc, đó là đỉnh đáy sau, cao hơn đỉnh đáy trước. Và ngược lại, xu hướng giảm của chúng ta thì thị trường sẽ hình thành một cái cấu trúc, đó là đỉnh và đáy sau, thấp hơn đỉnh và đáy trước. Đây các bạn thấy ha, xu hướng tăng sẽ ngược lại. Vậy thì một xu hướng sẽ được duy trì theo cái cấu trúc này. Ví dụ như trong cái ví dụ này, đó là thị trường đang có xu hướng giảm. Vậy thì xu hướng muốn duy trì thì nó phải tiếp tục cái cấu trúc này. Đó là nó phải tiếp tục tạo ra được đáy sau thấp hơn đáy trước và đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Một khi cấu trúc này bị thị trường phá vỡ, có nghĩa là thị trường vòng ngược trở lại, phá vỡ cái vùng đỉnh gần nhất để tạo đỉnh cao hơn. Đỉnh cao hơn là sẽ thuộc về cái cấu trúc trong xu hướng tăng. Đó, thị trường sẽ tạo đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Như vậy thì khi mà các bạn thấy thị trường quay ngược trở lại, phá vỡ cái vùng đỉnh trước đó của xu hướng giảm để tạo đỉnh cao hơn, thì đây chính là một trong những cái dấu hiệu cho thấy thị trường có khả năng sẽ đảo chiều tăng giá. Hoặc như ví dụ này, các bạn thấy là thị trường của chúng ta đang có xu hướng tăng với các đỉnh và các cái vùng đáy này được hình thành theo cấu trúc, đó là đỉnh đáy sau cao hơn đỉnh đáy trước. Tới cái thời điểm này thị trường vẫn như vậy. Vậy thì ở đây, nếu như mà các bạn muốn thấy được thị trường tiếp tục xu hướng tăng thì giá sẽ phải bật ngược trở lại và tiếp tục duy trì cái cấu trúc này, tức là thị trường sẽ phải tạo được đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước. Thì như vậy các bạn sẽ thấy được là cái cấu trúc của thị trường tiếp diễn. Tuy nhiên, nếu như mà các bạn thấy giá giảm xuống mạnh, phá vỡ cái vùng đáy trước đó để tạo đáy thấp hơn, thì đây chính là cái dấu hiệu cho thấy thị trường đảo chiều giảm giá. Bởi vì là thị trường bắt đầu hình thành cái cấu trúc giảm giá là đáy sau thấp hơn đáy trước và đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Này, một khi mà các bạn thấy cái cấu trúc trước đó bị thị trường phá vỡ và có cái dấu hiệu đảo chiều thì đây chính là một trong những cái dấu hiệu mạnh mẽ nhất. Mặc dù đây là chỉ là dấu hiệu cơ bản thôi, nhưng được rất là nhiều trader thành công và kể cả những trader huyền thoại sử dụng trong cái việc mà phân tích bối cảnh thị trường. Vậy thì các bạn lưu ý nhé, cái dấu hiệu đầu tiên của chúng ta đó chính là cấu trúc thị trường bị phá vỡ. Dấu hiệu thứ hai đó là đường xu hướng bị phá vỡ. Đây cũng chính là một trong những cái dấu hiệu đảo chiều sớm của thị trường. Và cái tín hiệu mà phá vỡ đường xu hướng này được rất là nhiều các fraction trader sử dụng. Thực ra thì không phải mỗi các fraction trader đâu, kể cả những trader theo những cái trường phái khác, họ sử dụng trendline cũng khá là nhiều trong cái việc mà phân tích xu hướng. Bởi vì thực tế cái vai trò của đường trendline chính là giúp trader định hướng được xu hướng của thị trường. Và một khi cái đường xu hướng bị phá vỡ thì đó chính là một trong những cái dấu hiệu sớm cho thấy thị trường sẽ đảo chiều. Và nếu như mà cái tín hiệu phá vỡ đường xu hướng này này, nó được kết hợp thêm với phân tích hành động giá và những cái tín hiệu đảo chiều khác, thì nó sẽ gia tăng cái xác suất mà thị trường đảo chiều lên rất là cao.
Ở đây chúng ta có một ví dụ. Đây là đường xu hướng tăng giá à. Tính đến thời điểm hiện tại thì thị trường vẫn đang di chuyển trong xu hướng tăng và xu hướng chưa có bị phá vỡ. Nhưng một khi các bạn thấy giá tìm về đường xu hướng này và có dấu hiệu phá vỡ kèm theo động lượng hoặc là kết hợp thêm một vài những cái yếu tố kỹ thuật khác thì chúng ta có thể xác nhận được rằng đây là một trong những cái thời điểm mà thị trường có khả năng đảo chiều rất là cao. Đối với việc mà thị trường phá vỡ đường xu hướng á, thì các bạn cũng có thể kết hợp thêm với cái tín hiệu phá vỡ cấu trúc thị trường để mà chúng ta có thể gia tăng được cái xác suất mà thị trường đảo chiều cao hơn. Đây là ví dụ về đường xu hướng giảm. Tính đến cái thời điểm này thì xu hướng vẫn đang còn được duy trì, tức là thị trường vẫn đang nằm trong xu hướng giảm và cái cấu trúc vẫn đang còn được giữ vững ha. Nhưng mà các bạn thấy đến cái thời điểm này này, giá phá vỡ đường trendline, phá vỡ đường trendline giảm trong cái khoảng thời gian khá là dài ha, là cái dấu hiệu thứ nhất. Dấu hiệu thứ hai, cái động lượng phá vỡ khỏi đường xu hướng này cũng rất là mạnh. Và cái thứ ba, đó là các bạn thấy này, cái vùng đỉnh này cũng bị thị trường phá vỡ sau đó luôn. Đây là những cái dấu hiệu cho thấy rằng là thị trường có khả năng đảo chiều rất là cao. Cho nên tại cái thời điểm này chúng ta tuyệt đối không có canh bán theo xu hướng giảm nữa, mà có thể cân nhắc canh mua theo cái xu hướng tăng mới hình thành. Đây là cái dấu hiệu thứ hai. Dấu hiệu thứ ba đó là phá vỡ kênh xu hướng. Kênh xu hướng cũng là một trong những cái dấu hiệu cho thấy rằng là chúng ta có thể định hướng được xu hướng của thị trường cũng như là cái thời điểm mà cái xu hướng đó bị phá vỡ. Tuy nhiên thì cái việc xác định kênh xu hướng nó sẽ khó hơn một chút so với đường xu hướng. Thực tế thì về bản chất là đường xu hướng và kênh xu hướng nó giống nhau. Nhưng mà đối với kênh xu hướng á, thì đó là cái dấu hiệu cho thấy cái việc mà thị trường thay đổi xu hướng rõ ràng hơn. Thậm chí là có nhiều trader còn sử dụng cái độ rộng của kênh xu hướng để xác định cho cái mục tiêu mà thị trường có thể tìm đến tiếp theo. Nhưng mà cái này thì chúng ta không có nói trong clip ngày hôm nay ha. Thì đây các bạn để ý, tín hiệu phá vỡ đường xu hướng giảm cũng là tín hiệu phá vỡ kênh xu hướng luôn. Kênh xu hướng của chúng ta sẽ bao gồm hai đường. Một đường là đường xu hướng gốc và một đường là đường song song với nó. Và làm sao để cho hành động giá nằm trong kênh xu hướng để chúng ta thấy được rõ là cái quỹ đạo di chuyển của giá nằm trong một cái kênh cụ thể, thì khi mà phá vỡ ra khỏi cái kênh đó thì cái khả năng mà thị trường đảo chiều khá là cao ha. Các bạn thấy rằng là khi mà có dấu hiệu phá vỡ đường xu hướng cũng như là kênh xu hướng thì cái mục tiêu mà thị trường có thể tìm đến tiếp theo thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái độ rộng của kênh này này, các bạn đo lường ha. Thì khi đó các bạn tìm cái tín hiệu vào lệnh sau khi mà phá vỡ kênh xu hướng á, thì các bạn có thể nhắm được cái mục tiêu nó rõ ràng hơn. Tiếp theo đó là dựa vào mô hình đảo chiều. Các mô hình đảo chiều cũng là một trong những cái dấu hiệu đảo chiều khá là hữu ích. Chẳng hạn như là các mô hình vai đầu vai, mô hình hai đỉnh hai đáy, hoặc là mô hình kim cương chẳng hạn. Thì các cái mô hình này khá là dễ trong cái việc mà chúng ta phát hiện tín hiệu đảo chiều sớm của thị trường ha. Như ví dụ trong cái biểu đồ này, đây là mô hình vai đầu vai ha. Đây là hai vai, vai trái, vai phải và đây là phần đầu. Mô hình này được hình thành là một trong những cái dấu hiệu cho thấy thị trường có khả năng đảo chiều giảm giá. Tuy nhiên thì thị trường chỉ thực sự đảo chiều khi mà chúng ta xác nhận cái đường neckline là cái đường màu xanh này này các bạn, bị phá vỡ. Đường neckline là đường nối hai cái vùng đáy trong cái mô hình này lại với nhau. Đó thì khi đó chúng ta có thể xác nhận được thị trường có khả năng sẽ đảo chiều giảm giá. Còn mô hình ngược lại của mô hình vai đầu vai chính là mô hình vai đầu vai ngược ha. Bất kỳ cái mô hình đảo chiều nào nó cũng sẽ có một chiều tăng và một chiều giảm. Chúng ta sẽ dựa vào những cái mô hình này hình thành trên biểu đồ để có thể tìm kiếm những cái tín hiệu đảo chiều. Tất nhiên là nếu mà chúng ta chỉ sử dụng mô hình thôi thì cái xác suất thành công nó sẽ không có cao, và chúng ta bắt buộc phải kết hợp thêm với những cái tín hiệu kỹ thuật khác, ví dụ như là hỗ trợ kháng cự quan trọng, cấu trúc thị trường, đường xu hướng các kiểu. Đó, chúng ta kết hợp lại với nhau làm sao để cho các cái tín hiệu đảo chiều hợp lưu càng nhiều càng tốt. Khi đó thì chúng ta sẽ xác định được cái khả năng mà thị trường hình thành một xu hướng mới hoặc là xu hướng cũ đảo chiều sẽ cao hơn rất là nhiều ha. Tiếp theo đó là dựa vào đường trung bình động. Đây là một trong những cái chỉ báo phổ biến và cũng là chỉ báo đơn giản nhất để chúng ta có thể xác định được xu hướng cũng như là sự thay đổi của xu hướng. Cái việc mà chúng ta xác định đơn giản nhất ở đây đó chính là khi mà giá nằm phía trên đường trung bình thì nó sẽ cho chúng ta thấy được là thị trường có xu hướng tăng giá. Còn khi mà giá nằm bên dưới đường trung bình động thì nó sẽ cho chúng ta thấy được là thị trường có xu hướng giảm giá.
vậy thì khi mà giá phá vỡ đường trung bình động sẽ là dấu hiệu đầu tiên cho chúng ta thấy được cái sự thay đổi của xu hướng. Vậy thì ngoài cái tín hiệu mà giá giao cắt với đường trung bình động ra, thì chúng ta còn có tín hiệu hai đường trung bình động giao cắt. Một đường trung bình động là đường ngắn hạn, một đường là dài hạn. Thì tín hiệu giao cắt của hai đường trung bình động cũng là một trong những cái dấu hiệu cho thấy thị trường có khả năng đảo chiều. Tuy nhiên thì các bạn cần lưu ý một điều rằng là chỉ báo đường trung bình động là một chỉ báo trễ, có thể nó sẽ có tín hiệu nhiễu và bị trễ hơn. Cho nên là khi mà chúng ta sử dụng chỉ báo đường trung bình động thì chúng ta cần có một cái bộ lọc để lọc lại những cái tín hiệu trễ từ chỉ báo đường trung bình động ha. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng đường trung bình động để giao dịch theo xu hướng khá là tốt. Bởi vì là các đường trung bình động á, các bạn thấy là nó hoạt động như các cái ngưỡng kháng cự hỗ trợ động. Ví dụ như trong xu hướng giảm mà, các bạn thấy này, sau khi mà đường trung bình động, hai đường trung bình động giao cắt thì thị trường chuyển qua xu hướng giảm và sau đó nó phản ứng với đường trung bình động như một ngưỡng kháng cự. Các bạn để ý à, xu hướng giảm thì đường trung bình động sẽ hoạt động như kháng cự, còn trong xu hướng tăng thì đường trung bình động sẽ hoạt động như hỗ trợ. Như trong ví dụ này thì nó sẽ hoạt động như kháng cự. Và các bạn thấy này, giá hồi về lại đúng cái khoảng giữa hai đường trung bình động và sau đó quay đầu giảm giá theo xu hướng. Có thể nói rằng là chỉ báo đường trung bình động trong cái điều kiện thị trường có xu hướng, nó hoạt động như vùng hỗ trợ kháng cự động rất là tốt. Và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái vùng giá này để tìm cái cơ hội để giao dịch theo xu hướng à. Cuối cùng, đó là chúng ta sử dụng tín hiệu phân kỳ trên MACD. Chỉ báo MACD là một chỉ báo rất là phổ biến với chúng ta rồi. Và tín hiệu phân kỳ trên chỉ báo MACD là một trong những cái tín hiệu rất là mạnh để chúng ta xác định sự đảo chiều. Như các bạn cũng biết là tín hiệu phân kỳ vốn dĩ nó là tín hiệu đảo chiều rồi ha. Nhưng mà đối với chỉ báo MACD thì nó sẽ cung cấp cho trader chúng ta những cái tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ, bởi vì đây là một chỉ báo cực kỳ phổ biến và được rất là nhiều trader sử dụng. Ngoài ra thì tín hiệu này mà sử dụng trên biểu đồ ngày thì nó lại càng đáng tin cậy ha. Và các bạn lưu ý thêm là tín hiệu phân kỳ này sẽ chất lượng hơn nếu như mà nó hình thành phía trên mức 0. Đây này, phía trên mức này này, phía trên mức này. Đối với việc mà đảo chiều xu hướng tăng giá, tức là từ xu hướng tăng đảo chiều qua xu hướng giảm. Còn nếu như mà tín hiệu phân kỳ mà xuất hiện bên dưới mức 0 thì nó sẽ chất lượng hơn đối với lại đảo chiều xu hướng giảm của chỉ báo MACD, thì nó sẽ chất lượng hơn ha. Tức là đảo chiều từ xu hướng giảm qua xu hướng tăng á. Tất nhiên là nếu như mà chúng ta chỉ dựa vào tín hiệu phân kỳ thì sẽ không có đủ, cho nên các bạn cần có thêm sự xác nhận từ những cái tín hiệu kỹ thuật khác. Nhưng mà dù sao thì tín hiệu phân kỳ trên chỉ báo MACD cũng là một tín hiệu đảo chiều rất là mạnh mẽ ha. Thì đây chính là những cái cách thức để mà chúng ta xác định cái sự đảo chiều rất là cơ bản ha, nhưng lại vô cùng hiệu quả, và thậm chí là chúng có thể kết hợp qua lại được với nhau. Khi mà các bạn nhìn vào biểu đồ và các bạn xác định được những cái tín hiệu đảo chiều càng nhiều càng tốt trên biểu đồ, thì khả năng mà chúng ta giao dịch đảo chiều nó sẽ hiệu quả hơn. Thậm chí là chúng ta có thể bắt được một cái xu hướng mới hình thành của thị trường. Clip của Thúy tới đây là kết thúc rồi. Anh em nào mà có thắc mắc gì về nội dung của clip thì vui lòng để lại comment giúp Thúy ha. Và các bạn đừng quên ủng hộ Team Trader Việt nhiều hơn bằng cách là subscribe kênh, like và share video clip nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.